Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mới xin kính chúc tất cả quý cha hữu thân mến thật nhiều sức khỏe và an nhiên. Và video này được phát vào tối thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cùng lan tỏa một thú chơi tao nhã và văn minh, đó là sưu tầm ấm từ xa và thưởng thức các loại trà. Thưa quý vị, tối thứ tư tuần này sẽ là một video tổng hợp 7 kỳ quan nhân tạo của các nghệ nhân làm ấm từ xa. Vâng, 7 kỳ quan nhân tạo, đó là 7 tác phẩm ấm từ xa đẹp, độc đáo và cùng chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn lung hỏa biến bằng củi. Thưa quý vị, đối với những chiếc ấm, vâng, những chiếc ấm từ xa chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn thì hầu hết sử dụng được tất cả các loại trà. Đặc biệt đối với quý vị và các bạn, những người sưu tầm ấm từ xa, thì đây là các tác phẩm phải nói là rất đẹp, rất độc đáo. Bởi vì nhiệt độ hỏa biến của lửa, của củi làm cho những chiếc ấm có những gam màu khác nhau và những họa tiết khác nhau, rất đặc trưng, không chiếc nào giống chiếc nào. Chúng tôi xin phép được giới thiệu 7 kỳ quan nhân tạo, 7 tác phẩm ấm từ xa đẹp, độc đáo vào tối thứ tư. Thưa quý vị, đầu tiên đó là một cặp đôi ấm từ xa hoàn hảo. Vâng, một cặp đôi ấm từ xa cùng dáng nhưng mà màu sắc lại khá là khác nhau, bởi vì do nhiệt độ lung, và mỗi một chiếc thì lại có một cái gam màu khác nhau. Hai chiếc thì cùng dáng. Vâng, thưa quý vị, đối với những người sưu tầm thì lại rất thích cái gam màu sẫm hơn một chút. Vâng, bởi vì nó có một cái màu sắc rất ấn tượng là một. Hai nữa là nó có những cái nét rất là hoài cổ. Nhưng đối với phụ nữ và đối với những người sử dụng thì lại thích cái gam màu sáng hơn một chút. Đây, chiếc này sáng hơn ạ. Vâng, đó là tùy sở thích của quý vị. Nhưng chúng tôi, một tác phẩm này thì có hai mẫu, chúng tôi sẽ đưa lên. Vâng, quý vị thích cái mẫu nào thì chúng ta chụp ảnh màn hình hoặc đọc mã số. Thưa quý vị, chiếc ấm từ xa dáng ấm phỏng cổ, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, và đương nhiên rồi, tỷ lệ khoáng 70-80%. Do nhung lung nhiệt độ hỏa biến bằng củi cho nên là màu sắc khá là khác nhau. Vâng, chiếc mã số D109A. Chúng tôi đánh số, đây là mã số A quý vị nhé. Thì gam màu sáng hơn một chút. Đây, chúng ta so sánh đây ạ. Chiếc ấm dáng phỏng cổ, họa tiết nổi bật đó là phần đắp nổi những cái cánh hoa sen ở phần đáy ấm và phần thân ấm, tạo thành hai lớp trông như là những cái chiếc cái đài sen rất đẹp và cách điệu, và phần khắc chữ thư pháp chìm ở phần thân ấm. Và đương nhiên rồi, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn thì tỷ lệ khoáng rất cao và thưởng thức trà rất là ngon. Vâng, chiếc ấm lọc 7 lỗ. Chiếc mã số D109A 250ml, giá 1.380.000. Phần nắp ấm đó là họa tiết vẽ khắc một bức tranh thủy mặc, sau đó người ta lung những màu đen là do nhiệt độ hỏa biến của củi, của lửa tạo thành. Một tác phẩm làm rất cầu kỳ. 109A 1380. Vâng, vẫn là mã số D109
Nhưng đây là B thì gam màu sẫm hơn một chút, phù hợp với quý vị và các bạn, những người thích sưu tầm. Vâng, bởi vì tạo được cái nhiệt độ hỏa biến và gam màu sẫm có cái độ khó hơn khá là nhiều. Vâng, và nhiệt độ lửa hầu hết là lung cao hơn một chút. Vẫn là họa tiết trên nắp ấm, đó là một bức tranh thủy mặc rất đẹp và ấn tượng. Đây là phần khắc chìm, sau đó lung. Và bên trong chiếc này cũng hỏa biến, cháy hơn chiếc kia, chiếc mã số A. Vẫn là lọc 7 lỗ. Đấy. Phần họa tiết những cánh hoa sen này cũng gam màu sẫm hơn. Thưa quý vị, 109B 250ml giá 1380. Quý vị yêu mến hợp nhãn tác phẩm nào thì chụp ảnh màn hình hoặc đọc mã số và ký hiệu A hoặc B. Vâng. Thưa quý vị, tiếp theo đó là một bộ 3 tác phẩm ấm từ xa, 3 dáng ấm phải nói là rất độc lạ. Vâng. Chiếc ấm mã số D90 một tác phẩm dành cho quý vị và các bạn, những người thích cái sự độc lạ. Chiếc ấm từ xa dáng ấm bán nguyệt, họa tiết mặt bên phải là phần vẽ khắc chìm Đức Phật. Vâng, Đức Phật Di Lặc và một chú tiểu đồng với bộ tóc ta mao đang ngồi châm nước. Vâng, quạt bếp đun trà, quạt bếp đun trà để mời Đức Phật, chú tiểu đồng đấy ạ. Một chiếc bếp than. Vâng, chú đang quạt bếp Đức Phật Di Lặc, rất đẹp và rất an yên. Một tác phẩm phải nói là rất độc lạ. Và đặc điểm nữa, đó là phần núm nắp cũng đắp hình tượng của Đức Phật Di Lặc. Đây ạ. Nhìn thấy Đức Phật Di Lặc là nhìn thấy sự an yên, nhìn thấy những cái điều rất là an yên và tự tại. Bên trái là phần khắc chữ thư pháp. Vâng. Ở mặt đáy ấm, họa tiết là phần khắc vẽ một bức tranh thủy mặc rất đẹp. Có núi non, có ngôi nhà, rồi có suối chảy róc rách, phải nói một bức tranh vẽ rất đẹp. Sau đó lung hỏa biến. Và đương nhiên rồi, màu sắc hỏa biến của bức tranh là do nhiệt độ của lửa tạo thành, sẽ bền vĩnh viễn. Tác phẩm lọc 7 lỗ. D90 235ml 1.180.000. Và một tác phẩm cũng rất đặc trưng, rất đẹp, độc lạ, dành cho quý vị và các bạn, những người thích cái sự độc đáo, thích cái sự không ai có và không ai giống mình, thì đây ạ. Chiếc ấm mã số D114 dáng ấm Hoành Vân, họa tiết mặt bên phải đó là một cái tiệc rượu. Đây ạ, những cái bàn rượu. Đấy.
những quan khách đang ngồi nhậu, và bên cạnh đây ạ thì có những cái bốn cái vò rượu đấy, và một vị tướng đang đứng và các quan khách thì đang chúc mừng. Có bốn cái chữ, vâng, bốn cái chữ khắc chìm này là viên tửu cận tướng, có nghĩa là dâng rượu cho tướng quân, chúc mừng tướng quân, chúc mừng thắng trận. Vâng, một cái buổi tiệc rất hay. Và bên trái là họa tiết của một cái bài thơ và một cái hai cái khóm trúc. Đây là phần khắc chìm, và những cái gam màu đen ấy là do nhiệt độ của lửa tạo thành. Phần đáy ạ, chiếc lề khoáng nó nổi rất nhiều, và khi co sát cái phần lắp ấm ấy, nó nghe có những tiếng lồng chồng. Một tác phẩm rất lạ và một cái dáng ấm cũng rất lạ. Cái phần vòi vuốt cũng rất đẹp và ấn tượng. 250 mil, 1.180.000, dáng ấm Hoành Vân. Và một tác phẩm phải nói là cũng rất độc lạ tiếp. Chiếc ấm Từ Xa, dáng ấm Mai Thung. Họa tiết tổng thể trông như là một cái gốc cây. Cái phần vòi, phần quai ấm là họa tiết của những cái cành cây với những cái mấu. Và cái lúm đắp cũng là họa tiết của một cái cành cây uốn xuống. Đây ạ. Một tác phẩm rất lạ. Trên ấm cũng vậy, là họa tiết của những cái thân cây. Chiếc ấm với chiếc vòi khá là dài và vuốt vót nhọn để tạo độ xoáy của nước, cũng như là đặc trưng của cái dáng ấm Mai Thung. Bên trong đây ạ, chiếc này lọc 9 lỗ, màu sắc hỏa biến rất đẹp và cổ kính, cầm rất dễ. Tác phẩm này cầm quý vị sẽ có một cái cảm giác nó nhẹ bẫng như là bông, nhẹ như là bông, cầm rất dễ chịu, chắc tay. Tác phẩm D104, dáng ấm Mai Thung, dung tích 250 mil, giá tiền 1.280.000. Và thưa quý vị, hai tác phẩm còn lại vẫn dành cho quý vị và các bạn, những người thích cái sự độc đáo, thích cái sự không giống ai. Vâng, chiếc ấm dáng phỏng cổ Như Ý, họa tiết đó là phần vẽ khắc chìm ba ông mà ai người Việt người Trung cũng muốn có. Tất cả những cái gia đình đều muốn ba cái ông này. Vâng, đó là ba ông Phúc Lộc Thọ, mong ước có nhiều phúc trong gia đình, mong ước có nhiều con cái và mong ước sống lâu. Phúc Lộc Thọ, mong ước tiền tài. Vâng, ba cái ông này, Phúc Lộc Thọ, ông Thọ đấy ạ, chán hói. Vâng, và đặc điểm ấn tượng nữa đó là cái phần núm nắp là đắp một chú thiềm thừ ba chân và những sâu tiền vàng. Chiếc ấm phỏng cổ Như Ý, bên trái cũng vậy, bên trái thì lại vẽ cái ông thần tài, bên phải là ba ông Phúc Lộc Thọ, bên vẽ này. Vâng, một tác phẩm phải nói là rất ấn tượng.
lọc chín lỗ. Và cái phần vòi cũng vuốt dài và rất nhọn, tạo độ xoáy của nước. Và chiếc ấm phỏng cổ như ý thì người ta lại làm lắp chìm. Vâng, một cái đặc điểm rất là lạ. Và phần đáy ấm đó là lạc khoản của xưởng ấm Thanh Đức Đường vào 1964. Một tác phẩm rất đẹp, độc lạ và hiếm. Mã số T101, 280 mil, giá 2.380.000. Và đối với tác phẩm kinh điển này thì chúng tôi có ghép với một chiếc thuyền trà bằng chất đất nguyên khoáng Đoàn Lê. Họa tiết là khắc một cành trúc để cho nó đi vào một cái combo khá là hợp. Đây ạ. Vâng, chiếc thuyền trà này thì đường kính là 17 sen, giá 790.000 một chiếc. Một bộ combo đây ạ. Vâng, ghép thế này thì rất là đẹp. Thưa quý vị, tác phẩm số 7, kỳ quan thứ 7, cũng rất đẹp, rất độc đáo và dành cho các bác tuổi Sửu, tuổi con trâu đây. Các bác sinh năm 1973, các bạn sinh năm 1985, các bác sinh năm 1961, tuổi Sửu đấy ạ. Tổng thể chiếc ấm thì cái phần vòi ấy là đắp họa tiết của một cái đầu của chú trâu với hai cái sừng đấy. Và cái lúm nắp cũng đắp họa tiết của một chú trâu. Chiếc ấm dáng Hán Thiên, họa tiết mặt bên phải là phần vẽ khắc họa tiết ba chú trâu, sau đó lung hỏa biến bằng củi để tạo cái gam màu đen và sẫm và những cái điểm sần. Vâng, con trâu là đầu cơ nghiệp đấy ạ. Ba chú trâu rất đẹp và ấn tượng. Thì xem bên trái có gì. Bên trái cũng là họa tiết của ba chú trâu và có khắc một cái bài thơ. Đây là phần khắc chìm, chữ khá là nhỏ. Có núi non, có cánh đồng bên trong đây ạ. Tác phẩm lọc chín lỗ, một tác phẩm đẹp, độc đáo, lạ, hiếm. Thì xem phần đáy có gì. Thưa quý vị, lạc quản của xưởng ấm Thanh Đức Đường và 1964. Mã số T100, 320 mil, giá 2.380.000. Và để ghép một cái tác phẩm đẹp và độc đáo này, Shop Thế Giới Từ Xa cũng chuẩn bị một chiếc thuyền trà bằng đất từ xa và chất đất là Đoàn Lê. Ở giữa có những cái lỗ thủng để khi nước mà có rơi vào thì nó sẽ chảy xuống cái phần bên trong là rỗng. Và khi dốc ra, dốc nước bên trong ra thì sẽ dốc qua ba cái lỗ thủng này. Đây, chúng ta dốc thế này. Đấy. Họa tiết đó là phần vẽ một cái cây hoa mẫu đơn và hai chú bướm. Chiếc ấm dáng bay như một cái đĩa bay thì lên dùng cái thuyền trà cũng to như thế này thì nó trông rất là hoành tráng. Tổng thể đấy ạ. Vâng, T100
dung tích 320 ml, giá 2.380.000, một tác phẩm độc đáo. Và chiếc thuyền trà thì đường kính 20 phân, cao 3, giá 590 một chiếc. Đương nhiên rồi, ấm tính tiền riêng, thuyền tính tiền riêng, tùy vào sự lựa chọn của quý vị. Thưa quý vị và các bạn, tối thứ tư tuần này, Shop Thế Giới Từ Xa lên một video khá nhẹ nhàng, chỉ có 7 tác phẩm ấm từ xa thôi. Nhưng 7 tác phẩm đều có những cái sự đặc sắc riêng. Vâng, dành cho quý vị và các bạn, những người thích cái đẹp, thích sự độc đáo. Xin cảm ơn tất cả quý trà hữu đã xem video và đồng hành với Shop Thế Giới Từ Xa. Mọi tư vấn mua bán, giao dịch, trao đổi, xin vui lòng điện thoại về số này, số Zalo này. Vâng, 0917 828186, chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, buổi tối thứ tư cũng xin kính chúc tất cả quý trà hữu thật nhiều sức khỏe, ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Shop Thế Giới Từ Xa xin chào và hẹn gặp lại.